Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tô bức tranh đấy là một cô gái tóc dài như này. Dâu đến mấy là dâu rồi.
Rồi thì mình vừa tô xong bức tranh một cô gái tóc tím như này. Cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.